Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự ngày 16 tháng 1 của Đài Phát thanh truyền hình Hà Giang. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm qua 15 tháng 1, Ban Dân vận tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, triển khai nhiệm vụ năm 2015 và đón nhận huân chương lao động hạng nhì. Dự hội nghị có đồng chí Vương Mỹ Vàng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo quy chế dân chủ tỉnh. Đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, vụ phó vụ tôn giáo dân tộc, Ban dân tộc Trung ương lãnh đạo các sở ban ngành và các huyện thành phố. Năm 2014, lực lượng làm công tác dân vận trên địa bàn tỉnh đã đề cao trách nhiệm, năng động, sáng tạo, bám sát cơ sở, nắm chắc và dự báo đúng tình hình để chủ động tham mưu cho cấp ủy trong việc lãnh chỉ đạo triển khai các chủ trương chính sách, chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Chính quyền các cấp đã tăng cường giải quyết những khó khăn, bức xúc trong nhân dân thông qua tiếp xúc, đối thoại trực tiếp, giải thích, vận động. Cùng với đó, tuyên truyền, vận động nhân dân trong quá trình thực hiện các chương trình kinh tế xã hội, các chương trình chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn trong đời sống và sản xuất. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã phát huy tốt công tác dân vận, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác vận động quần chúng, nắm và xử lý các phát sinh ở cơ sở, những khó khăn trong việc nhân rộng các mô hình dân vận khéo, phương pháp phát triển các phong trào thi đua trong công tác dân vận. Vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vương Mỹ Vàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh: Năm 2014 là năm gặp nhiều khó khăn, thách thức, tác động trực tiếp đến tư tưởng, tâm lý của nhân dân. Song, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh luôn đoàn kết tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chung sức hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh chính trị. Kết quả đó có sự đóng góp tích cực của công tác dân vận để phát huy những thành tích đã đạt được đồng chí vương mỹ vàng đề nghị cấp ủy đảng chính quyền các ngành tiếp tục tăng cường chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị nghị quyết kết luận chương trình đề án của trung ương của tỉnh về công tác dân vận tổ chức triển khai công tác phải bám nắm địa bàn nắm bắt tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân nâng cao cảnh giác trước âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch trước vấn đề dân tộc tôn giáo đổi mới mạnh mẽ toàn diện công tác dân vận của chính quyền Dìm này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng chí Vương Mỹ Vàng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã trao huân chương lao động hạng nhì cho Ban dân vận tỉnh ủy vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận giai đoạn 2009-2013. Sáng ngày hôm nay 16 tháng 1, Bộ Xây dựng đã tổ chức hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh thành trong cả nước nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ ngành xây dựng của năm 2014, triển khai kế hoạch năm 2015. Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hà Giang có Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đàm Văn Bông và lãnh đạo các sở ban ngành có liên quan. Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, trong năm 2014, các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của ngành xây dựng đạt được nhiều kết quả quan trọng, đóng góp vào sự chuyển biến tích cực của nền kinh tế, Giá trị sản xuất đạt 849.000 tỷ đồng, tăng 10,2% so với năm 2013. Tỷ lệ đô thị hóa của cả nước đạt khoảng 34,5%. Tỷ lệ phủ kín quy hoạch chung xây dựng đô thị đạt 100%. Công tác xây dựng hoàn thiện hệ thống thể chế quản lý nhà nước phù hợp với cơ chế thị trường. Việc quản lý đầu tư xây dựng được tăng cường. Trong năm đã thực hiện thẩm tra trên 15.000 công trình. Công tác lập quy hoạch xây dựng đô thị và nông thôn được tập trung thực hiện có nhiều đổi mới, từng bước đảm bảo sự phát triển đô thị hài hòa bền vững. Cùng với đó, Bộ Xây dựng cũng thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản gắn với thiện chiến lược phát triển nhà ở quốc gia. Trong đó đặc biệt chú trọng về nhà ở xã hội cho các đối tượng là người có công, người nghèo ở khu vực thường xuyên bị bão lũ ngập lụt, học sinh sinh viên, người có thu nhập thấp. Thưa quý vị và các bạn, trong năm 2015, Bộ Tư pháp cần tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế, nhất là các dự án luật, pháp lệnh, tăng cường hiệu quả công tác thực thi pháp luật, đảm bảo gắn kết chặt chẽ giữa thi hành pháp luật với công tác xây dựng, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật. Đây là những nội dung được Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đưa ra tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về triển khai công tác tư pháp năm 2015. Dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nội có Ủy viên Bộ Chính trị Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, đại diện các bộ ngành trung ương và tại điểm cầu Hà Giang có Phó Chủ tịch Ủy ban Dân tỉnh Nguyễn Minh Tiến, đại diện Cục thi hành án, Phòng tư pháp, Tri cục thi hành án của 11 huyện thành phố trong tỉnh. Công tác tư pháp năm 2014 đã bám sát vào các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội do Quốc hội Chính phủ đề ra. Triển khai cơ bản toàn diện, có trọng tâm trọng điểm các nhiệm vụ được giao và thu được nhiều kết quả nổi bật. Phát huy tốt vai trò tham mưu, giúp chính phủ, các bộ ngành trung ương và các địa phương triển khai thi hành hiến pháp mới. Việc xây dựng, ban hành quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh có nhiều chuyển biến, tỷ lệ nợ động văn bản giảm xuống thấp nhất từ trước tới nay. Công tác giáo dục, phổ biến pháp luật, cải cách hành chính được triển khai hiệu quả, trong năm, ngành tư pháp đã giả soát 172 luật pháp lệnh, 7.828 văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành trung ương. Thực hiện cải cách thủ tục hành chính, các bộ ngành địa phương đã thẩm định 2.648 thủ tục hành chính. Trong năm, cả nước đã tổ chức trên 1 triệu cuộc tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, tiếp nhận trên 779.000 vụ việc liên quan đến thi hành án dân sự, đã giải quyết xong 531.000 vụ, đạt 88%. Bên cạnh đó, các công tác về hộ tịch, quốc tịch, trợ giúp pháp lý và hợp tác quốc tế về tư pháp cũng được quan tâm, tổ chức thực hiện. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tư pháp năm 2014 cũng còn bộc lộ một số khó khăn hạn chế như việc triển khai thi hành hiến pháp còn thiếu đồng bộ, một số hoạt động chưa đảm bảo yêu cầu về tiến độ chất lượng, tình trạng nợ động văn bản quy định, chi tiết thi hành luật, pháp lệnh vẫn còn nhiều thách thức, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật chưa cao. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đánh giá cao những kết quả nổi bật toàn diện mà ngành tư pháp đã đạt được trong năm 2014. Nổi bật là việc xây dựng, triển khai hiến pháp, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Năm 2015 là năm có vai trò hết sức quan trọng trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của cả nước trong giai đoạn 2010-2015. Làm tiền đề cho giai đoạn tiếp theo, do đó chủ tịch quốc hội nguyễn sinh hùng đề nghị ngành tư pháp cần tiếp tục thực hiện vai trò đầu tàu trong việc triển khai hiến pháp đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật trong toàn xã hội tham gia sâu vào việc hoàn thiện các dự án luật của quốc hội tăng cường kiểm tra giám sát về thực hiện pháp luật bảo đảm gắn kết giữa thi hành pháp luật với xây dựng văn bản pháp luật bảo đảm tính khả thi tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhân dân và các doanh nghiệp tích cực triển khai ban hành các văn bản hướng dẫn việc triển khai các luật pháp lệnh đã được Quốc hội thông qua, đặc biệt là những bộ luật liên quan đến quyền con người, đẩy mạnh kiểm soát thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao vai trò toàn diện của ngành tư pháp trong đời sống xã hội, đặc biệt là xu thế toàn cầu hóa. Bên cạnh đó, ngành tư pháp cần kiện toàn tổ chức bộ máy, quy hoạch, đào tạo và sử dụng cán bộ hợp lý để hướng tới xây dựng ngành tư pháp trong sạch vững mạnh, khoa học và dân chủ. Ngày 14 tháng 1, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Hưng, Phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ban thường vụ huyện Quản Bạ về tình hình triển khai, thực hiện phong trào thi đua, thực hiện 8 lời bác hồ căn dặn đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang. tại buổi làm việc ban thường vụ huyện quản bạ đã báo cáo tình hình triển khai thực hiện phong trào thi đua thực hiện tám lời bác hồ căn dặn huyện đã tổ chức phổ biến quán triệt các văn bản chỉ đạo của tỉnh và kế hoạch của ban thường vụ huyện ủy xây dựng chương trình phát động phong trào thi đua trong toàn huyện Năm 2014, huyện đã phấn đấu thực hiện đạt và vượt 12 trên 15 chỉ tiêu chủ yếu, 3 chỉ tiêu còn lại đều đạt trên 90% nghị quyết, trong đó tổng sản lượng lương thực có hạt cả năm đạt gần 30.000 tấn, đạt 103% nghị quyết. Về mục tiêu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015, huyện đã tập trung nguồn lực đầu tư giúp xã Đông Hà được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào quý 1 năm 2015 chỉ đạo mỗi cơ quan đơn vị xây dựng ít nhất một cá nhân điển hình tiên tiến tập trung công tác lãnh chỉ đạo kiểm tra giám sát của cấp ủy các cấp trong việc thực hiện nhiệm vụ các phong trào thi đua đã phát động việc thực hiện các nội dung thi đua đã phát động theo tám lời bác dạy huyện quản bạ đề ra phương châm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân thi đua xây dựng phát triển kinh tế xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh phát biểu tại buổi làm việc lãnh đạo ban tuyên giáo tỉnh ủy đã đánh giá cao những kết quả mà huyện quản bạ đã đạt được trong năm qua đồng thời chỉ ra một số tồn tại hạn chế trong phong trào thi đua thực hiện tám lời bác hồ dạy với nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới lãnh đạo ban tuyên giáo yêu cầu huyện quản bạ cần tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy chính quyền từ huyện đến cơ sở trong thực hiện mục tiêu nội dung phong trào thi đua phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ chủ chốt các cấp và cán bộ đảng viên, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Ban thường vụ huyện ủy đối với việc thực hiện phong trào thi đua gắn với thực hiện chỉ thị số 03 về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2015. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày vừa qua, mặc dù thời tiết rét đậm rất hại kéo dài hơn một tuần, nhưng với sự chủ động của từng hộ dân và sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương, cho đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn huyện Vị Xuyên chưa xảy ra tình trạng đàn gia súc bị chết đói chết rét. Tính đến hết tháng 11 năm 2014, tổng đàn châu bò của huyện Vị Xuyên là trên 36.000 con với trên 14.000 hộ chăn nuôi. Đến nay, toàn huyện đã có 10.400 hộ có chuồng trại gia súc đảm bảo trong mùa đông, chiếm 74%. Tổng diện tích cỏ của toàn huyện là trên 942 hectare xác định công tác phòng chống đói rét cho đàn đại gia súc là một nhiệm vụ quan trọng. Huyện Vị Xuyên đã chỉ đạo các ngành chuyên môn tham mưu ban hành 7 văn bản chỉ đạo các xã thị trấn chủ động phòng chống đói rét, dịch bệnh trên đàn gia súc. Năm 2014, cùng với nguồn kinh phí tỉnh phân bổ, huyện Vị Xuyên đã trích trên 150 triệu đồng mua vaccine tiêm phòng. Kết quả, toàn huyện đã tiêm phòng trên 201.000 mũi tiêm cho đàn gia súc gia cầm qua đợt rét đậm rét hại vừa rồi kéo dài hơn một tuần thì cũng báo cáo với các đồng chí là trên địa bàn huyện thì đàn gia súc phát triển ổn định không có châu bò bị chết rét, rét là cơ quan tham mưu chúng tôi cũng đã tham mưu cho ủy ban dân huyện là ra chỉ thị và công điện với các xã và trực tiếp cử cùng với lại cán bộ khuyến nông cán bộ thú y và phòng nông nghiệp đã tăng cường cán bộ xuống xã cùng với lại ủy ban dân xã là đi tuyên truyền và vận động nhân dân và kiểm tra trực tiếp tình hình phòng chống rét cho đàn gia súc. Trên cơ sở chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện, các xã thị trấn đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng chống đói rét cho vật nuôi ở từng thôn bản, giả soát các hộ nghèo cận nghèo chưa có chuồng trại hoặc chuồng tạm để hỗ trợ xây dựng mới, tổ chức ký kết về phòng chống đói rét cho đàn gia súc với từng thôn bản. Các thôn sẽ xuống trực tiếp các gia đình để đôn đốc hướng dẫn nhân dân phân công cán bộ xã phụ trách từng thôn bản nhóm hộ. Đối với lại địa bàn xã Ngọc Linh chúng tôi thì cơ bản là cái việc phòng chống rét cho gia súc gia cầm được thực hiện tốt. Trên cơ sở là chúng tôi đã nhận thức được cái vấn đề này. Qua cái chỉ đạo của huyện thì ngay từ đầu vụ rét thì chúng tôi đã kiện toàn lại các ban chỉ đạo phòng chống rét cho gia súc gia cầm trên địa bàn và chỉ đạo cho các thôn bản hướng dẫn đô đốc nhân dân thực hiện cái công tác phòng chống rét cho gia súc và vật nuôi. Thì đến nay thì qua tổng hợp thì chưa có con trâu bò nào bị chết rét trên địa bàn xã Ngọc Linh. Rút kinh nghiệm từ các vụ rét trước, đồng thời nhận thấy giá trị của một con trâu bò hiện nay là rất lớn, nên hầu hết các hộ chăn nuôi trên địa bàn huyện Vị Xuyên đã chủ động giữ chữ dâm khô và dành một phần diện tích đất để trồng cỏ làm thức ăn xanh, tự bổ sung cắm gạo, bột ngô, cây chuối, cho trâu bò uống nước ấm để tăng cường sức đề kháng, tiến hành che chắn chuồng trại chống rét cho đàn gia súc mùa hè thì cho nó ăn về cho nó tắm mát thế là cho nó nghỉ ngơi thế mùa đông thì lại phải cho nó ăn tốt vì là che chuồng chạy cho nó kín hay là rét quá rồi đốt lửa cho nó sưởi thế thôi nó chỉ phương thức thế thôi thế còn hàng ngày là cho nó ăn thì làm sao cho nó ăn no để cho nó béo họ cũng loa lên loa để các gia đình mà trâu bò để gia súc thì là chuồng trại cho nó cẩn thận họ cũng loa như thế. Nhưng mình có là mình cứ chủ động thôi, chả phải cứ gì họ, họ nhắc. Với quan điểm, huyện sẽ không hỗ trợ bạt che chắn, thức ăn tinh trong phòng chống rét cho đàn gia súc để tránh tình trạng người dân ỉ lại. Kiên quyết sẽ không hỗ trợ cho những hộ nào để gia súc chết do chủ quan. Đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn huyện Vị Duyên, đàn đại gia súc vẫn phát triển ổn định. Và theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy Văn, thì trong thời gian tới, Thời tiết diễn biến rất phức tạp, thậm chí nhiều nơi còn xuất hiện băng tuyết. Nhiệt độ giữa ban ngày và ban đêm có độ chênh lệch lớn, khiến đàn gia súc dễ bị mắc bệnh. Do đó, cùng với việc chuẩn bị tốt thức ăn, che ấm chuồng trại, thì các hộ chăn nuôi cũng cần chủ động nhốt vật nuôi hoặc không sử dụng gia súc để kéo kéo trong những ngày nhiệt độ xuống thấp. Bản tin thời sự ngày 16 tháng 1 của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang tới đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.